Thưa quý vị, khai thác lợi thế sẵn có. Thời gian qua, tỉnh Đồng Tháp tập trung phát triển sản phẩm du lịch nông nghiệp gắn với làng nghề. Theo đó, tỉnh phát triển được hơn 70 điểm tham quan du lịch nông nghiệp, du lịch cộng đồng và trải nghiệm làng nghề tại các huyện, thành phố. Cùng với đó là sự ra mắt của nhiều tour, tuyến du lịch mới nhằm gia tăng trải nghiệm cho du khách. Trong năm qua, Ủy ban Nhân dân huyện Lấp Vò đã cho ra mắt sản phẩm văn hóa du lịch Chợ Ma Định Yên. Sản phẩm mang đến cho du khách sự trải nghiệm thực tế và những khám phá đầy hoài niệm với làng chiếu hơn 200 năm tuổi. Thăm đình Định Yên được công nhận di tích lịch sử cấp quốc gia. Bên cạnh đó, du khách còn được tham gia các hoạt động ấn tượng như tham quan trải nghiệm dệt chiếu truyền thống, đơn ca tài tử, dạy hát dân ca Nam Bộ cho thiếu nhi, tham gia các trò chơi dân gian, chụp hình check-in tại khu nghệ thuật sắp đặt, nghề chiếu tại phim trường bộ phim Lật Mặt Sáo, Tấm Vé Định Mệnh và thưởng thức đặc sản ẩm thực Lấp Vò trong một không gian rất xưa. Tôi thấy cái sự quyết tâm của lãnh đạo huyện, sự quyết tâm của lãnh đạo xã và cái không khí cũng như cái tình cảm của bà con dành cho cái show này á, và gần như là muốn làm điều gì đó tốt đẹp nhất cho quê hương của mình. Tôi tin là sẽ trở thành một cái sản phẩm du lịch không phải trong một vài năm mà có thể rất dài năm. Điểm nhấn của sản phẩm du lịch này là show diễn thực cảnh Chợ Ma Định Yên, buổi tái hiện không khí họp chợ mua bán chiếu vào lúc nửa đêm, diễn ra trong không gian bên bờ và dưới rạch Ngã Cại trước đình Định Yên. Thực cảnh có hư cấu, có cách điệu phá cách một số cảnh diễn, có giao thoa văn hóa các vùng miền. Ngoài ra, tour tham quan trải nghiệm còn được huyện Lấp Vò xây dựng là sản phẩm du lịch văn hóa, du lịch thân thiện với môi trường, hướng đến điểm đến du lịch không rác thải nhựa. Năm 2023 cũng là năm tỉnh Đồng Tháp cho ra nhiều sản phẩm du lịch mới. Nhân dịp tổ chức Festival Qua Kiển Sa Đéc lần thứ nhất năm 2023, tỉnh Đồng Tháp đã cho ra mắt 4 chương trình tour du lịch mới phục vụ du khách trên địa bàn thành phố Sa Đéc, thành phố Cao Lãnh, huyện Lai Dung, huyện Lấp Vò, huyện Cao Lãnh và huyện Tháp 10. Trong đó, đầu tiên là chương trình tour Theo Dấu Người Tình 2 ngày 1 đêm. Chương trình thứ hai là tour Sa Đéc Tình Đất Tình Qua 2 ngày 1 đêm. Tiếp đó là tour Dương Quốc Qua Sa Đéc Hành Trình Di Sản Xanh. Tham quan làng qua Sa Đéc, quảng trường thành phố Sa Đéc, nhà cổ Quỳnh Thủy Lê, chùa Kiến An Cung, Dương Quýt Hồng Lai Dung, chợ Chiếu Định Yên, chợ Ma. Cuối cùng là tour Sa Đéc không gian văn hóa Phật giáo giữa lòng đô thị cổ. Chào năm mới 2024, ngành du lịch tỉnh Đồng Tháp cũng vừa công bố giới thiệu ra mắt chùm tour du lịch nông nghiệp, góp phần làm đa dạng sản phẩm du lịch trên địa bàn tỉnh để phục vụ khách du lịch trong và ngoài nước. Chùm tour gồm 9 tour trải khắp các địa bàn huyện, thành phố trong tỉnh. Nổi bật là tour du lịch nông nghiệp về Đồng Tháp, liên tuyến Cao Lãnh, Sa Đéc, Lai Dung. Tour du lịch nông nghiệp gắn với di sản văn hóa về miền di sản Lấp Vò, làng chiếu Định Yên. Tour du lịch nông nghiệp gắn với ngành hàng cá tra và ngành hàng sen ở Hồng Ngự, Tam Nông. Tour trải nghiệm rừng tràm chim, vườn quốc gia tràm chim, Tam Nông. Tour dạo cung đường xanh, dệt khắc giọng sen ở đất sen hồng, Đồng Tháp. Trước đó, trong dịp lễ 2 tháng 9 năm 2023, khu du lịch tràm chim tại huyện Tam Nông, Đồng Tháp cũng bắt đầu phục vụ hai tour tham quan mới là Bình Minh tràm chim và Hoàng Hôn tràm chim. Tour tham quan này di chuyển bằng xuồng kéo, giúp du khách trải nghiệm cảm giác sông nước và hưởng thụ không khí buổi sáng sớm trong lành, mát mẻ. Tại xuồng cũng chuẩn bị mấy món bánh trái đồng quê, vừa thưởng thức, vừa ngắm nhìn thiên nhiên với các loại thực vật đặc hữu của đất ngập nước Đồng Tháp 10 như cây tràm, sen, năng, lúa trời, còn gọi là lúa ma. Điểm mới của hai tour Bình Minh và Hoàng Hôn đều là thời điểm mà du khách có thể bắt gặp nhiều loại chim trong vườn quốc gia trước khi chúng bay đi kiếm ăn và buổi chiều về đây trú ngụ. Thời lượng của cái chương trình này là từ 2 giờ và có chương trình là 2 ngày 1 đêm. Thì đến với cái chương trình này thì du khách sẽ được trải nghiệm làm ngư dân, ngắm cảnh quan sinh thái của bảo tồn và thưởng thức các món ăn đặc sản vùng sông nước. Thực hiện đề án phát triển du lịch tỉnh Đồng Tháp thì chúng tôi định vị vườn quốc gia Tràm Chim là nơi để du khách đến để trải nghiệm khu Ramsar, và đặc biệt là tại đó thì chúng tôi tuân thủ cái nguyên tắc bảo tồn tại vườn quốc gia Tràm Chim và phối hợp chặt với ban quản lý vườn quốc gia Tràm Chim rồi trung tâm xúc tiến đầu tư thương mại du lịch, kể cả hoạt động tại các địa phương, để chúng tôi hướng đến người dân có những cái hoạt động cộng đồng bảo vệ môi trường và đưa hoạt động du lịch tại vườn quốc gia Tràm Chim tham gia phát
phát triển du lịch bền vững, và với một cái dự án du lịch của Thụy Sĩ hỗ trợ cho Việt Nam, trong đó có Đồng Tháp được thụ hưởng, thì chúng tôi có những cái hoạt động để đào tạo, huấn luyện, nâng cao cái năng lực của cộng đồng, nâng cao năng lực của các anh chị tại khu vườn quốc gia Tràm Chim và người dân khu vực lân cận. Cùng với các khu, điểm du lịch khác trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp, khu du lịch Tràm Chim đang tiếp tục làm mới để phục vụ du khách. Và tour bình minh hay hoàng hôn được xem là thời điểm thuận lợi nhất để du khách hòa mình vào thiên nhiên hoang sơ, hệ động thực vật phong phú, đặc biệt là ngắm nhìn các loài chim, mang lại cảm giác thư thái, yên bình sau những tất bật của cuộc sống. Tiếp nối thành công của chợ quê Tân Thuận Đông tại thành phố Cao Lãnh, hoạt động phiên đầu tiên vào cuối năm 2022. Năm qua, nhiều địa phương trong tỉnh Đồng Tháp cũng phát triển mô hình chợ quê, thu hút đông đảo người dân, du khách đến tham quan, thưởng thức những món ăn truyền thống. Tại huyện Tháp 10, chợ quê Gò Tháp, xã Tân Kiều có nét đặc trưng riêng khi được tổ chức theo hình thức chợ quê xưa gắn với không gian sen tại khu di tích quốc gia đặc biệt Gò Tháp. Hay chợ quê Long Thuận, xã Long Thuận, huyện Hồng Ngự, chợ quê Định Yên, xã Định Yên, huyện Lấp Vò. Các phiên chợ vừa giúp lưu giữ giá trị văn hóa xưa, vừa là loại hình du lịch cộng đồng mang đến nhiều điều thú vị mới mẻ cho du khách. Với nhiều sản phẩm du lịch không ngừng được làm mới, có thể thấy du lịch Đồng Tháp đang ngày càng phát triển, khẳng định được vị thế trong khu vực đồng bằng sông Cửu Long và cả nước. Năm 2024 này, ngành du lịch tỉnh phấn đấu thu hút 4.200.000 lượt khách đến tham quan, trải nghiệm. Trong đó có 50.000 khách quốc tế, tổng thu từ du lịch đạt 2.000 tỷ đồng. Bằng sự đầu tư, chuẩn bị chu đáo, bài bản, chúng ta hoàn toàn có đủ niềm tin để kỳ vọng vào sự bứt phá của du lịch Đồng Tháp trong năm mới. Những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chương trình Tự hào đất Sen Hồng kỳ này. Kính chúc quý khán giả năm mới nhiều sức khỏe, gặt hái nhiều thành công và luôn hạnh phúc. Trong năm mới này, chúng tôi sẽ tiếp tục giới thiệu đến quý vị nhiều điều thú vị hơn tại vườn đất Sen Hồng. Hy vọng quý vị sẽ luôn đồng hành cùng chương trình. Còn bây giờ, xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.